Ba anh em đang đi vô khu trung tâm chơi trò chơi của chú anh chị, đi chơi bowling, với lại có chỗ chơi trò chơi cho em bé nữa, cho em Chi nữa nè. Cho em này mặc áo dài, đi chơi nè. Thường cuối tuần nếu mà trời nắng thì cả nhà Kim có thể đi ra ngoài chơi hết mọi người, đi biển, đi công viên hay là đi tới những cái khu tham quan nào đó. Còn trời mưa là chỉ có thể dẫn các bé đi chơi những cái trò chơi bên trong nhà giống như vậy nè mọi người. Chào buổi sáng của chú anh chị. Hello Honey. Xin chào con, ba go to Baba đi học. Sáng nay cuối tuần hết mọi người, hai anh của Chi tối qua ngủ ở đây. Sáng ra là ba Chi đang làm đồ ăn sáng cho hai ảnh. Ăn sáng xong rồi sẽ đưa về mọi người. Hôm nay chủ nhật thì cả nhà Kim là có một với nhau một ngày hôm qua rồi. Hôm nay thì hai anh Chi về thì còn lại một ngày mình sẽ đi mua sắm shopping gì đó. Rồi những cái việc ở trong nhà nó xem hôm nay trời có nắng không. Ba Chi sẽ cắt cỏ dùm Kim ha. Chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Hai anh của Chi về rồi ông bà cô chú ơi. Bây giờ cả nhà Kim đi mua đồ hả mọi người, đi shopping cô chú anh chị. Let's go Chi. Ba Chi sẽ dẫn hai mẹ con đi mua đồ, mua quần áo. Lâu dữ lắm rồi không có mua đồ. Ê trời, nguyên cái chậu này nó đổ nè, gió ngã chắc ba Chi dựng lên, nó đổ hết mấy cái vỏ sò vỏ ốc của mẹ rồi Chi. Right. Yeah, I see it. Nè em Chi, sáng em Chi tự make up nè, đâu nhìn ông bà cô chú. Tự dán luôn đó, hay chưa? Nhìn hai cha con Chi Chi nè mọi người. Em Chi đã tự chọn một cái đôi giày hả chú anh chị, vừa vô tới thấy cái đôi giày là thích liền, là tự chọn đó mọi người. Xong rồi mua cái đôi đó cho em Chi luôn. Kim rất là ít đi mua quần áo hay giày dép hả mọi người, một năm chỉ đi mua có vài lần thôi. Cái này là ba Chi, hồi bữa cho ba Chi nói mấy lần rồi đó, cái kia đi mua đồ nhưng mà Kim không có đi. Hôm nay cuối cùng là cũng đi luôn. Những cái quần áo gì của Kim á, Kim mặc rất là lâu, nhiều khi 5-10 năm Kim vẫn còn giữ luôn đó. Chứ không phải là mỗi một bộ đồ là Kim mặc một lần hai lần là Kim bỏ, Kim muốn đổi đồ khác ha, không có. Cô chú anh chị Kim rất là trung thành luôn. Ủa chị mở mấy cái này ra rồi hả? Chị đợi mẹ lâu quá cô chú ơi, có 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ mới xong. Ok, chúc nó lên xe ha. Ha. Chụp mẹ. Ba Chi đang trả tiền mọi người. Rồi xong rồi, mình sẽ đi về ha cô chú anh chị. Ba Chi cuối cùng là ba Chi không có chọn gì hết trơn, tại vì ba Chi hôm bữa sinh nhật đó là ba Chi cũng đã mua đồ nhiều rồi, cho nên bây giờ không mua nữa mọi người. Try to get it as best as possible. possible. Thanks. It's like a teamwork. Now sometimes Miss Thompson always says teamwork meaning you need to work together. Yeah. Đây nè ông bà cô chú ơi, em Chi đã làm xong quyển sách rồi nè mọi người. Quyển sách này là đi săn trứng ha. Cái này là làm craft thủ công về nhà, bài tập về nhà về cái làm về cái cuốn truyện tranh mà yêu thích của các bé ha mọi người. Đây nè em Chi nè đi săn trứng nè. Đó, cháu trứng ở trong đây nè đó cô chú anh chị. Quắc quắc quắc. Rồi qua bên đây. Nói ông đưa con khỉ. Cái này là đi qua tổ ong nè, cái này đi qua cái hồ ao dịch nè. Xong rồi bị ong nó rượt chạy quá trời luôn nè. Đây có trứng đây nè. Đó. Rồi nhặt được một cái quả trứng thật là to. Lại có một quả trứng to nữa. Đi về nhà ăn trứng. Ăn trứng, cái này là trứng chocolate hả cô chú anh chị? Lại có một bạn giấu dưới đây. Đó, trốn dưới đây ăn trứng. Xong tác phẩm thủ công của em Chi với sự trợ giúp của mẹ hả cô chú anh chị? Cái này là em Chi là bé thứ hai làm đó. Này hôm trước có một bé kia làm nữa nè. Đó, em bé cái bạn kia làm, bạn này bạn trai. Bạn trai làm có vẻ là nhanh gọn, xúc tích, dễ hiểu nè. Em Chi thích nhiều hình quá cho nên là nhìn nó hơi rối nhưng mà nó cũng đẹp hả cô chú anh chị? Kim mua được cái đồng hồ treo tường hả cô chú anh chị? Hôm nay ba Chi gắn lên cho Kim nè. Cái đồng hồ này rất là rẻ mọi người, có 10 mấy đồng thôi, 300-400 ngàn gì đó. Kim nhớ hồi lâu rồi có một lần ba Chi đi công tác về mua đồ cho hai mẹ con Kim đó. Thì cũng có cô chú anh chị bình luận nói là sao mà thấy mua quà cho hai mẹ con Kim mà không có quà cho hai anh của Chi ha. Với lại trong hơn cái video này hôm nay ba Chi dẫn hai mẹ con Kim đi mua quần áo á, mà không có hai anh của Chi đi cùng thì chắc cũng có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là ba Chi đối xử không công bằng hả cô chú anh chị? Mọi người biết là ở Anh á, cái mức mà trợ cấp tiền nuôi con hàng tháng á, là dựa theo cái mức lương của người cha hả cô chú anh chị? Giống như người cha mà thu nhập thấp á, thì cái tiền trợ cấp nó sẽ ít. Còn cha mà thu nhập cao á, là tiền trợ cấp sẽ rất là nhiều hả cô chú anh chị? Hai anh của Chi một năm á, là đến mấy chục ngàn bảng Anh tiền trợ cấp đó. Và đến cuối năm nếu như mà người cha được lên lương hay là được thưởng hay là tất cả những cái gì mà thu nhập cao hơn năm ngoái á, thì chính phủ sẽ dựa vào cái mức thu nhập cao hơn đó và sẽ trợ cấp cho con mình nhiều hơn nữa mọi người. Thì cái phần trợ cấp của các con sẽ được tăng lên theo cái phần lương luôn cô chú anh chị. Với lại mỗi tháng hai vợ chồng Kim cũng gửi vào một cái khoản tiết kiệm cho các con hả cô chú anh chị? Thì từ lúc mà Kim mang bầu Chi Chi á, là đã bắt đầu làm một cái tài khoản cho các con rồi. Mỗi tháng sẽ gửi vào tài khoản cho các con một phần bằng nhau. Ba đứa con là đứa nào cũng có một phần bằng nhau ha. Thì giống như sổ tiết kiệm đó cô chú anh chị. Tiết kiệm để cái tiền đó cho đến khi mà các con được 18 tuổi. Thì các con lấy ra để đi học đại học hay là muốn tiêu xài cái gì đó là quyền các con. Thì bây giờ mỗi tháng hai vợ chồng Kim đều gửi vô cho các con hết đó. Và bên cạnh đó thì mỗi tuần hai vợ chồng Kim cũng gửi vào một cái tài khoản cho hai anh của Chi là tiền tiêu vặt đó cô chú anh chị. Em Chi thì còn nhỏ quá không có cần tiền tiêu vặt ha. Nhưng mà hai anh của Chi là có một cái tài khoản riêng là mỗi tuần hai vợ chồng Kim đều gửi vô một ít cho hai con tiêu vặt. Hai anh của Chi thì Kim nghĩ là lớn rồi đó. Thì cũng nhiều khi mua nước uống, mua bánh kẹo gì đó hoặc là cuối tuần đi ra ngoài chơi với bạn, đi xem phim gì đó. Cho nên là Kim cũng gửi vào tiền tiêu vặt cho các con hàng tuần nữa. Hôm nay không phải tự nhiên mà Kim muốn chia sẻ cái vấn đề về tiền bạc như vậy đâu mọi người. Tại vì hôm bữa cũng có cô chú anh chị bình luận nói là đàn ông thường mà có vợ mới là sẽ như thế nào ta, kiểu như là Kim không nhớ là nguyên văn như thế nào, nhưng mà cái ý là sẽ thương với lại thương vợ con mới hơn là con cũ đó là bị sao ta, Kim không biết nói như thế nào nữa, có nghĩa là không có đồng điệu hết cô chú anh chị. Nhưng mà thật ra là như vậy đó, nãy giờ Kim chia sẻ đó để mọi người hiểu hơn ha. Nói chung các con là điều mình đối xử đồng đều hết. Không có dẫn đi mua quần áo là lý do là mỗi tháng đến hai bé được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cũng rất là nhiều ha. Thì cái tiền đó mọi người biết ở Anh đi học không tốn tiền, đi bệnh viện không tốn tiền, thì cái tiền trợ cấp đó chỉ mua quần áo và đồ ăn thôi cô chú anh chị. Hồi nãy giờ nói quá trời nói. Hôm nay Kim đang làm đồ ăn tối ha cô chú anh chị. Hôm nay Kim có đùi cừu. Thì đùi cừu này nãy giờ mọi người thấy rồi đó, là Kim xăm một cái lỗ hen. Xong rồi cái nhét củ tỏi với lại hương thảo vào cho nó thơm nó. Xong rồi cho một ít tiêu, muối và dầu ô liu nữa, massage đều rồi để vô nướng thôi cô chú anh chị. Thì tối nay Kim làm đùi cừu nướng này ăn cùng với khoai tây nướng và xà lách.